Chào các em, cô tên là Trần Thị Lương. Hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu tiết 100 cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Các em đi vào phần thứ nhất, đề bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Các em quan sát đề 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa trang 22. Sau đây các em sẽ trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa để nhận diện xem đặc điểm của một đề bài nghị luận về một sự việc hiện tiện đời sống như thế nào. Câu hỏi đầu tiên, các đề bài trên có điểm gì giống nhau và hãy chỉ ra những điểm giống nhau đó. Nhìn vào bốn đề bài, các em thấy cái điểm giống nhau đầu tiên đó là cả bốn đề bài này đều nêu rõ sự việc hiện tượng đời sống cần nghị luận. Cụ thể, ở đề 1, đó là hiện tượng học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Ở đề 2 là hiện tượng tác hại của chất độc da cam và hành động chung tay xoa dịu nỗi đau. Còn ở đề 3 là hiện tượng học sinh mãi chơi mà sao nhãng việc học. Đề 4 là con người và thái độ học tập của Nguyễn Hiền. Không chỉ nêu rõ được sự việc hiện tượng đời sống cần nghị luận mà các đề này còn nêu được cái định hướng đánh giá của sự việc hiện tượng đó. Cô ví dụ này, ở đề 1, hiện tượng học sinh nghèo vượt khó là một cái hiện tượng tích cực thì chúng ta cần học tập ngợi khen. Còn ở đề 2 là cái tác hại của chất độc da cam thì chúng ta thấy đây là một cái hiện tượng tiêu cực, chúng ta phải phê phán hành động tàn bạo của kẻ thù. Còn ở đề số 3 là hiện tượng học sinh mãi chơi điện tử thì cần hạn chế khắc phục. Riêng ở đề số 4 không nêu rõ định hướng đánh giá, nhưng từ nội dung câu chuyện toát lên rất rõ định hướng đánh giá, đó là ngợi khen, ngợi ca, thái độ, tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập của nhân vật Nguyễn Hiền. Cái điểm giống nhau thứ hai ở các đề bài trên, đó là đều đưa ra mệnh lệnh làm bài. Các em quay trở lại đề số 1, là hãy nêu rõ một số tấm gương và trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng đó. Còn đề 2 là nêu suy nghĩ của mình về sự kiện đó. Đề số 3 là nêu ý kiến. Còn đề số 4 là nêu nhận xét về con người, thái độ học tập của nhân vật. Như vậy, trong câu lệnh luôn yêu cầu chúng ta trình bày suy nghĩ, ý kiến, nhận xét của mình về sự việc hiện tượng đời sống được nói đến. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong 4 đề bài. Qua việc tìm hiểu đó, các em đã nhận thấy những điểm chung giống nhau của các đề bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Như vậy, cấu trúc của một đề ra thông thường gồm có 2 phần các em ạ. Phần lời dẫn và phần mệnh lệnh. Phần lời dẫn thường ở phía trước, tuy nhiên cũng có những đề ở phía sau, chẳng hạn như đề số 4. Trong phần lời dẫn bao giờ cũng nêu rõ sự việc, hiện tượng được nói đến và cần nghị luận. Bên cạnh lời dẫn là mệnh lệnh làm bài, bao giờ cũng có những câu như em hãy nêu suy nghĩ, hãy trình bày suy nghĩ, ý kiến, nhận xét của mình về sự việc hiện tượng đó. Sau khi đã tìm hiểu đề bài, các em sẽ tự nghĩ cho mình một đề bài tương tự. Đây chính là yêu cầu của câu hỏi B trong sách giáo khoa. Yêu cầu này không khó. Các em nhớ lại tiết học trước, cô trò chúng ta đã cùng tìm hiểu một số hiện tượng sự việc trong học tập cũng như trong đời sống, như là tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, hay là nhặt được của rơi, trả người bị mất, hay là thăm gia đình thương binh liệt sĩ, vân vân. Các em tự làm phần này để tự mình thành thạo hơn, nhận diện được cấu trúc của đề bài. Bởi vì có nhận diện được đề bài, phân tích được đề bài thì các em mới có thể bắt đầu làm một bài văn
mà thầy cô yêu cầu. Bây giờ các em sang phần thứ hai, cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu một đề bài trong sách giáo khoa, trang 23. Các em ạ, các bước làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống cũng không có gì khác so với các bước làm một bài văn thông thường. Nghĩa là chúng ta sẽ trải qua các bước rất là quen thuộc mà ở các lớp dưới các em đã được học, như là tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn ý, viết bài, đọc và sửa chữa. Bây giờ các em đi vào bước thứ nhất, tìm hiểu đề và tìm ý. Đầu tiên là tìm hiểu đề. Các em quan sát lại đề sách giáo khoa trang 23 và cho cô biết này, đề này thuộc thể loại gì? À, đó là nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Đề đã nêu sự việc hiện tượng gì? Đúng rồi, đó là hiện tượng phạm văn nghĩa. Và yêu cầu của đề là nêu suy nghĩ về hiện tượng phạm văn nghĩa. Như vậy, trong tìm hiểu đề, các em phải xác định được thứ nhất là cái thể loại, cái kiểu bài, thứ hai là nội dung, và thứ ba là yêu cầu của đề. Bây giờ các em đi sang phần tìm ý. Trong phần này, các em sẽ trả lời những câu hỏi như: bạn Phạm Văn Nghĩa là ai? Bạn Phạm Văn Nghĩa đã làm gì? Và ý nghĩa của việc làm đó như thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những biểu hiện việc làm của hiện tượng Phạm Văn Nghĩa. Phạm Văn Nghĩa đã làm gì nào? Đó là giúp mẹ ra đồng trồng trọt. Còn ở nhà thì Nghĩa giúp mẹ nuôi gà, nuôi heo. Nghĩa còn làm cái tời để cho mẹ kéo nước đỡ mệt. Những cái việc làm của Nghĩa nó rất nhỏ nhưng mà lại có ý nghĩa rất là lớn. Điều đó cho thấy được Nghĩa là một người con rất yêu thương mẹ. Không những vậy, Nghĩa là người biết kết hợp giữa học và hành. Kết hợp giữa học và hành có nghĩa là như thế nào các em? Có nghĩa là bạn Nghĩa đã vận dụng kiến thức học ở trên trường, trên lớp vào thực hành cụ thể, như là việc thụ phấn cho bắp, để rồi cái ruộng bắp của nhà Nghĩa năm đó cho năng suất rất là cao. Hay là Nghĩa còn là một người rất là sáng tạo, thấy được cái sự vất vả, mệt nhọc của mẹ, cho nên Nghĩa làm cho mẹ một cái tời để mẹ kéo nước đỡ mệt. Từ những cái việc làm của Phạm Văn Nghĩa thì chúng ta học tập được ở Nghĩa đó là tình yêu thương cha mẹ, học lao động, học cách kết hợp học với hành, học sáng tạo. Và có thể nói Nghĩa là một cái tấm gương đáng để chúng ta học tập và noi theo. Bây giờ các em đi sang bước thứ hai, đó là lập dàn bài. Ở bước lập dàn bài này, các em sẽ lập dàn bài theo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Bây giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó là phần mở bài. Ở phần mở bài, các em phải giới thiệu được sự việc, vấn đề, hiện tượng cần bàn luận. Ở đề bài này, các em phải giới thiệu được hiện tượng Phạm Văn Nghĩa. Và sau khi giới thiệu sơ lược ý nghĩa của tấm gương Phạm Văn Nghĩa, sau khi giới thiệu về hiện tượng Phạm Văn Nghĩa thì các em khái quát sơ lược ý nghĩa tấm gương Phạm Văn Nghĩa. Trong phần mở bài này, các em không nói lan man mà phải nêu được vai trò, ý nghĩa của sự việc, hiện tượng cần bàn luận. Các em tiếp tục sang phần thân bài. Trong phần thân bài, các em chú ý có 3 ý sau. Ý thứ nhất là những biểu hiện của hiện tượng Phạm Văn Nghĩa. Đó là vị Nghĩa ra đồng giúp mẹ trồng trọt này. Còn khi ở nhà thì Nghĩa đã giúp mẹ nuôi gà, nuôi heo. Những cái việc làm, những cái biểu hiện này chúng ta đã tìm hiểu trong phần tìm ý.
Và từ việc làm của Nghĩa thì chúng ta thấy này, nó có ý nghĩa như thế nào. Nghĩa là một người thương mẹ, biết kết hợp giữa học và hành. Đồng thời, Nghĩa cũng là một người rất sáng tạo. Sau khi nêu ý nghĩa thì các em đánh giá việc làm của Nghĩa. Từ việc làm của Nghĩa, chúng ta thấy Nghĩa là một tấm gương đáng để học tập và noi theo. Và từ cái tấm gương Phạm Văn Nghĩa đó, mỗi học sinh các em phải biết phấn đấu, yêu thương cha mẹ, sáng tạo trong học tập và trong lao động. Như vậy, trong phần thân bài, đầu tiên các em phải trình bày được biểu hiện của sự việc, hiện tượng. Sau đó các em phải phân tích được hiện tượng đó, nêu ra các nhận định, đánh giá về sự việc, hiện tượng đó. Bây giờ các em sẽ đi sang phần tiếp theo. Trong phần kết bài, tất nhiên các em cần khẳng định lại vấn đề đó là đúng hay sai. Nếu là vấn đề tích cực thì chúng ta đồng tình, ủng hộ, học tập và nhân rộng. Còn nếu là vấn đề tiêu cực, vấn đề sai thì chúng ta phải phản bác và phủ định. Quay trở lại đề bài này thì ý đầu tiên trong phần kết bài, các em sẽ khái quát ý nghĩa tấm gương. Ở trong phần kết bài, tất nhiên các em cần khẳng định lại vấn đề đó là đúng hay sai. Nếu là vấn đề tích cực thì chúng ta đồng tình, ủng hộ, học tập và nhân rộng. Còn nếu đó là vấn đề tiêu cực, vấn đề sai thì ta phải phản bác, phủ định. Quay trở lại với đề bài trên, ý thứ nhất trong phần kết bài đó là sẽ khái quát lại ý nghĩa tấm gương Phạm Văn Nghĩa. Đó là tấm gương đáng để học tập, noi theo. Sau đó các em sẽ liên hệ, rút ra bài học cho bản thân. Trong phần liên hệ, cô lưu ý các em, liên hệ phải cụ thể, giản dị, thiết thực. Không cần phải đao to búa lớn, không cần hô khẩu hiệu hay liên hệ một cách chung chung. Như vậy chúng ta đã lập dàn ý. Sau khi có dàn ý, các em sẽ đi vào viết bài. Các em viết từng phần, tập viết phần mở bài bằng nhiều cách, từ chung đến riêng hoặc từ phép đối lập, hay là đi thẳng vào vấn đề. Vì thời gian trên lớp không có nhiều, phần viết bài, viết đoạn, các em sẽ về nhà tập viết. Sau khi đã viết bài, các em đọc lại bài viết của mình để rà soát lỗi, chỉnh sửa những lỗi còn thiếu, còn sai để hoàn chỉnh bài viết của mình trước khi gửi đến thầy cô giáo. Đó cũng chính là bước thứ tư, đọc và viết, đọc lại bài viết và sửa chữa. Trên đây là các bước làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Trong đó các em chú ý cho cô, bước 1, bước 2 rất là quan trọng. Vì khi chúng ta đã xác định được kiểu bài thì sẽ không làm lạc đề. Và khi nắm chắc được cấu trúc của dàn bài thì các em không viết lan man. Còn bước 3, bước 4 là những bước mà các em đã quen thuộc trong những bài làm văn trước rồi. Như vậy cô đã cùng các em tìm hiểu cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. Vậy, muốn làm một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, chúng ta cần có cách thức làm như thế nào? Các em chú ý vào nội dung phần ghi nhớ trong sách giáo khoa cho cô. Trước hết, muốn làm tốt một bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, phải tìm hiểu kỹ đề bài, phân tích sự việc, hiện tượng đó để tìm ý, lập dàn bài, viết bài và sửa chữa sau khi viết. Dàn bài chung của một bài nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống. Phần mở bài, giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận. Phần thân bài, các em cần liên hệ thực tế, phân tích các mặt, nêu đánh giá, nhận định. Phần kết bài,
sẽ là kết luận, khẳng định, phủ định và lời khuyên. Bài làm các em cần lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định, đưa ra ý kiến, suy nghĩ và cảm thụ riêng của người viết. Các em chú ý học ở ghi nhớ sách giáo khoa 24. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em sang phần luyện tập. Các em sẽ lập dàn ý cho đề 4 mục 1 lớn sách giáo khoa trang 22-23. Nêu suy nghĩ của em về con người và thái độ học tập của Nguyễn Hiền. Để lập dàn ý cho đề bài này, đầu tiên chúng ta đi vào phần mở bài. Trước tiên, các em phải nêu được vai trò, ý nghĩa to lớn của sự kiên trì, ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập và sự tự trọng trong cuộc sống. Đồng thời, ta phải giải thích được tấm gương Trạng Nguyên nhỏ tuổi Nguyễn Hiền. Trong phần thân bài, đầu tiên chúng ta nêu các biểu hiện cụ thể của sự việc hiện tượng. Đó là ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập. Cụ thể ở đây, Nguyễn Hiền là nhà nghèo, ở chùa, không có tiền để mua giấy viết. Nguyễn Hiền đã lấy lá để viết chữ, rồi lấy que sâu thành từng ghim xuống đất, mỗi ghim là một bài. Ý thứ hai trong phần thân bài, đó là sự tự trọng. Sự tự trọng của Nguyễn Hiền được đặt trong một cái tình huống rất đặc biệt các em ạ. Đó là nhà vua tiếp sứ thần nước ngoài, vua cho vời Nguyễn Hiền vào. Lúc trước, nhà vua thấy Nguyễn Hiền còn nhỏ tuổi nên đã không bổ dụng cậu làm quan. Nay có việc cần thì lại gọi đến. Nguyễn Hiền là một người có lòng tự trọng nên không chịu đi vào triều và nói với sứ giả rằng: đón Trạng Nguyên mà không có vọng lòng sao? Ông về tâu với vua, xin cho đầy đủ nghi thức. Và nhà vua đã phải thực hiện đúng yêu cầu của Nguyễn Hiền. Vậy hành động này của Nguyễn Hiền, nó thể hiện rằng Nguyễn Hiền là một người giàu lòng tự trọng. Sau khi các em nêu biểu hiện thì chúng ta đánh giá. Đây là một tấm gương tốt cả trong học tập và trong cuộc sống. Sau khi nêu biểu hiện xong, đánh giá xong, các em phải chỉ ra cái nguyên nhân. Nguyên nhân thì thường có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan, nhờ vào đâu mà Nguyễn Hiền có được ý chí, được nghị lực? Đó chính là nhờ vào bản thân và sự nỗ lực của Nguyễn Hiền. Còn nguyên nhân khách quan là được đặt trong cái hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, nhà nghèo, và từ đó Nguyễn Hiền quyết tâm vươn lên để thay đổi bản thân mình, để học giỏi, để trở thành Trạng Nguyên, từ một cái cậu bé mồ côi mà trở thành một cái Trạng Nguyên. Đó là cả một cái sự cố gắng nỗ lực của Nguyễn Hiền. Và từ nguyên nhân thì chúng ta nêu ra giải pháp. Như vậy đây là một cái tấm gương tốt. Vậy làm thế nào để mà lan tỏa tấm gương đó về ý chí, về nghị lực? Giải pháp có thể đến từ hai phía, từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về phía chủ quan thì mỗi người cần rèn luyện cho mình một ý chí, một nghị lực trong những việc làm nhỏ nhất hàng ngày. Còn sự tự trọng thì chúng ta phải hiểu rõ về bản thân chúng ta, hiểu rõ phẩm chất của mình trong những hoàn cảnh cụ thể, để ta có được lòng tự trọng để ứng xử trong những hoàn cảnh cụ thể. Và cuối cùng là phần kết bài. Ta đánh giá chung lại tấm gương về Nguyễn Hiền, đồng thời rút ra bài học về nhận thức và hành động cho bản thân mình. Như vậy, cô trò chúng ta đã lập xong dàn bài cho đề số 4. Còn đề 1, đề 2, đề 3, sách giáo khoa, các em về nhà tranh thủ lập dàn bài cho những đề bài đó. Bài giảng của cô về cách làm bài nghị luận một sự việc hiện tượng đời sống xin dừng tại đây. Cô thân ái chào các em. Hẹn gặp lại các em.
trong tiết học sau.